Định nghĩa mèo vườn chuột, tôi chuẩn bị đi vào rồi quay. Hiện nay là tối ngày 29 tháng 7 năm 2016. Đây là định nghĩa mèo vườn chuột. Ấy. Còn bóng nữa mà. Đang bật. Đang quay thấy chủ lại đi ra thằng hầm này. Ấy, 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 ấy. À. Để diễn biểu diễn. Chán rồi. Con cầm lên cho nó vồ, cho nó sướng. Ấy, ấy. Ấy. Võ sĩ. Á chà. Santo. Đây là Santo. Ái chà, đi hai chân nhá. Á. 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 Ê. Giờ đi. Thôi nhắm đi cần gì nữa. Nào, lại cầm lên. Nó nhảy. Đây là trò chơi chú thích nhất. Thả lư, thả lư. Nó nhảy lên bàn. Cẩn thận vào ngưỡng trong đa kia thôi. Để bố con chó đang trêu con mèo mẹ. Úi giời ấy, mèo nhìn thôi đi được hai chân nhá. Đứng được hai chân, đấy, đấy, đứng hai chân. Múa. Múa rất tít. Hết tít.